Và đó là phần những phần trailer nhá hàng nhẹ cho clip lần này nha em. Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến kênh YouTube Top Tara của mình nha. Rất vui lại gặp lại anh em ở clip lần này nha. Clip lần này mình nghe nói thì Tara được tăng sức mạnh nha nè. Tăng sức mạnh như thế nào thì anh em hãy đem vào đấu hàng kết thử nghe một trận liền nha nè. Và cái clip này là một cái clip cũ khi mà Tara chưa được tăng sức mạnh nha nè. Chưa tăng sức mạnh mà nó còn mạnh tầm này thì tăng sức mạnh. Ai đỡ cho nổi nha nè. Chết, chiến công đầu dành cho mình với một pha bột phá đầu tiên. Cứ có một cái bột phá hồi thì sẽ có một mạng nha nè. Cố gắng mình tranh mình một cái bột phá mình sẽ đổi là một mạng chứ đừng có để cái bột phá lãng phí vô ích nha nè. Đối đầu với mình hôm nay sẽ là vị tướng Skip Seacook. Một vị tướng cũng có khả năng hồi phục tốt và lượng đam gây ra cũng tốt nữa. Nó vừa có cách thương đam vừa có thế vô phép nữa nên cũng là một vị tướng đáng dùng nha nè. Rất là sorry anh em vì dạo này mình rất là bận bịu, sắp có vợ tới nơi rồi nên là mình không có thời gian để nhiều để làm clip cho anh em nha nè. Rất mong anh em sẽ vẫn luôn ủng hộ và luôn yêu mến mình, đừng có bỏ mình khi mình không có ra clip nha anh em. Rất mong anh em thông cảm cho mình. Ok, thì có vợ nhưng mà mình sẽ cố gắng ra clip sau đợt này mình sẽ cố gắng ra clip đều lại để anh em không có bị hụt hẫng nha anh em. Ok, mình sẽ cố gắng sắp xếp để có thể ra clip đều để anh em xem clip ủng hộ mình nha anh em. Ok, và xem tới đây nhớ anh em nào mà chưa like nè, chưa đăng ký kênh ủng hộ mình thì cho mình xin một nút like, được thêm một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình giúp mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Ok, và đây là một video kênh của bạn đến từ vị trí Lariel nha. Lariel một cái MT lên cho mình và định nhảy múa giữa dòng địch nhưng mà mình ở đây có 3 thằng lận, bạn ấy không thể nào mà muốn nổi anh em ơi. Ok, và đây là một pha lao ra của Victor. Anh Victor bất tử 0.75 giây mà lao ra như đúng rồi anh em ơi. Mình là bất tử nãy giờ được 3-4 phút mình chưa nói nha. Rồi, bạn biết lại là một pha canh ti lên. Muốn gì nổi anh em ơi. Bạn biết thêm bạn bị phế luôn nè. Ok, và Seacook cũng không ngoại lệ. Mình Seacook là một vị tướng cũng tương đối khó chịu nhưng mà gặp beta ra thì phải khó chịu với Tara chứ đừng nói đừng tưởng bởi nha em. Mùa này Tara còn tăng sức mạnh nữa chứ, thứ gì mà chịu nổi anh em ơi. Có anh em nào chê Tara rồi chưa, hãy bình luận phía bên dưới để biết cho mình biết sức mạnh của Tara nó tăng nhiều hết nha em. Được biết là sức mạnh của Tara được tăng cái nội tại cái lượng máu của con Tara nó được tăng nè, và tăng luôn cái phần hồi máu của chiêu cuối nữa. Nhưng mà thế bữa nay mình cũng bận bịu quá, mình chưa có test thử coi nó ra sao, coi nó tăng nhiều hay không nha nè. Anh em nào mà có chơi thử rồi thì mình lại nhấn cái dưới cho mình biết để mình tham khảo nè. Ok, tuấn tủ thì chứ chưa có chơi, qua này cũng phải chơi tuấn tủ luôn. Mỗi ngày chơi được có một trận game anh em ơi, rất là bận luôn. Cuối tuần mình lại phải về quê nữa, cứ chạy lên chạy xuống về quê là thành phố như là ăn cơm bữa nha nha. Phút thứ 5 và 5 mạng dành cho mình rồi em ơi, khá là xanh sao à. Thế mình chơi cũng rất là tốt luôn nha nha. Thì số của thêm mình là 12-2. Mình cố đẩy nốt cái trụ này để mình có thể đi nhanh cho anh em mình dễ hơn anh em ơi.
còn có trụ giếng bận khó đi anh lắm. Ok, mình farm 3 con quá thì cho lính cao lên rồi mình sẽ đi với anh hỗ trợ đường vòng và đường nước nha. Nếu người ta ra thì độ cơ động cũng có đó nên nên là mình cũng có thể đi đăng cho anh em cũng khá là tốt anh em. Ok, và đây là một pha giao tranh với tên mình, không được thì để mình. Ok, AD bằng chạy hộ con AD ơi. AD mà gặp ta ra thì cũng xác định luôn, chạy không nổi đâu. Lariel múa trong cũ. Những cú múa cảm thấy bất lực cho bạn Lariel. Mặt này không thể nào muốn nổi luôn nha nè. Ở đây có hai người và mình sẽ thể hiện cái độ trâu lì của mình khi đối đầu giữa hai anh to bự này nha nè. Cũng rất là đau nha anh em ơi. Các bạn Richter có sức hình chuẩn nên là đập cũng khốn đó, chứ không phải là nhân vừa đâu. Nên là cũng không thể khinh thường đối thủ quá là nha. Ok, lần này bạn biết trên quá còn biết đã khóc rồi nha mong cánh đôi luôn mời điện thoại nha. Ok, lại một lần nữa nhìn cho mình rồi em ơi, rất là sâu luôn. Tới giờ phút này phải nói là mình có thể là tuyên bố bất tử rồi em ơi, vừa trâu mà lại vừa xanh như thế này thì ai chịu cho nổi. Ok, lại lao ra, lại lao ra, trời ơi, bạn lao reo lại sống nha nè, rất may mắn. Nhưng mà hít tay này không có may mắn đâu anh em ơi, biết phế rồi mà vẫn thích lao ra, sao mà sống được. Có hồn mà đã được. Trời ơi bạn, bạn biết cho tay mình rất là hổ báo lên em. Lao vô trụ người ta thì nằm đóng luôn, nằm ngu luôn rồi. Những cú bắn của bạn teo nát cũng như vậy, để nhớ thôi anh em ơi. Giờ này thì chưa có cây xuyên giáp, chưa có cây giảm hồi máu thì bạn teo nát đâu có bắn người vô nọc nha. Ba người lại em ơi. Mình lúc tơ vẫn lao ra giữa dòng nghịch. Giờ lại nằm xuống anh em ơi. Mình sẽ lao lên mở giao tranh nè. Nếu chút xuống của ta ra thì mở giao tranh khá là ổn luôn nha. Để ba con lính này lên mình sẽ lao vô tiếp anh em ơi. Các mình có Tara mà có thêm giao kích nữa, hai người mỗi giao tranh cực kỳ tốt luôn nè. Trắng máu hả? Chạy mà chạy hổ bạn ơi, bật phá này. Mất đông, rất đam, mất cao. Bắn hiệu quá trời luôn, nhưng mà vẫn không chết được mình em ơi. Rồi. Khó sống rồi, khó sống rồi em ơi. Lao ra sát thương chỉnh, nhảy vô. Rất là thủ nha nè. Chạy họ bạn ơi, bạn lên dưới đây coi ngay vậy, cần được nhìn bạn cho mình nè. Trời, muốn khá là ghê gớm luôn. Nhưng mà xui là bạn gặp hai con trâu rồi, bạn muốn không nổi đâu bạn ơi.
Hai bạn này tính núp phục kích mình lên em ơi. Núp bắt lẻ thì bắt những cái hàng nào, chứ bắt mình thì mình đứng đây mình cho quánh nè. Thì đứng như ăn quái luôn chứ không cần chạy luôn em ơi. Rất là trâu luôn em. Sao mà đỡ được. Thấy ạ. Tính nhá hàng chơi mà Tulane bắn vẫn rất là tốt nha anh em. Nói chung là con này chỉ có phương pháp cũng không sợ sợ lắm đâu nha anh em. Gặp Tulane đi từng nữa nên là bắn ra cái MP rất là tốt nha. Lại là rút chơi. Và một cái bột phá lụm miệng của Ripter nè. Ripter xui chứ. Gặp mình giết hoài luôn đi. Tính nhanh nhanh cho mình. Mở combat băng trụ. Rồi xong. Xem lực ta đầu hàng luôn em ơi. Ok. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nha. Rất vui gặp. Rất mong là anh em sẽ ủng hộ clip lần sau của mình. Nếu anh em là chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau nha.